Hôm nay Thái Lâm xin kính chào quý vị. Hôm nay Thái Lâm dạy quý vị làm bánh pate sô. Quý bánh pate sô rất đơn giản và dễ làm. Quý đây là nó có mình đi chợ mua cái vỏ bánh. Cái vỏ bánh này rất tốt để thích làm bánh pate sô. Nó bán ở các siêu thị Mỹ đều có hết nha. Cái hiệu này nè. Patrice, mình lấy giá hộp á thì nó như vậy. Rồi khi mà lấy như vậy đó, mình lấy cái này nè, cắt ra, đó, đó, vậy nè, cắt ra dẻ, cái này nè, cắt nó, chia ra, đó. Còn cái này á, là nó nguyên miếng, là như cái miếng này á, là nó phải giờ nó bán wholesale, nó không có bán ở các siêu thị, cái hiệu này cũng tốt lắm, và đó, cái bánh này nó có, nếu mà quý vị nếu mà mình đi mua nó có cái là nó gọi là mình thấy mà file by file á thì nó cắt ra từng miếng nhỏ như vậy. Ok, nếu mà quý vị thấy mà cái hòm mà nó đựng mà 10 by 15 á, 10 x 15 á, từng miếng như vậy đó, từng giấm mình cắt ra, mình cắt ra. Nếu mà mình không muốn mua cái từng miếng như vậy á thì nó gọi là file by file, là họ đã cắt sẵn rồi đó. Bây giờ quý vị, đây là nhân pate sô, quý vị có rồi thịt heo, đây là nấm miếng, nó là nấm miếng là nó trong cái lon á, là nó gọi là mushroom, nấm nó cắt ra từng miếng nhỏ, là một lon nhỏ. Ok, đây là củ hành, mình cắt ra hạt lựu nhỏ. Ok, đây là thịt heo xay, là đó, có bơ, đây là muối, nem gà, đường, tiêu đen và magi, là đó là xì dầu, bạn nên dùng cái magi. Là bây giờ mình bỏ đó, nem gà này, muối này, đường này, tiêu này, hành tây trộn, đó là magi này, rồi bơ này, mình cho bơ vào. Cho quả hành tây sắc, hành lũ sắc nhỏ đó, đây là nấm này, nấm sắc nhỏ đó, trộn vô, trộn cho nó đều vô đó. Đó. Sao đó? Coi như một miếng vậy, mình cắt ra từng sợi đó. Hoặc quý vị muốn sử dụng cái này cũng được đó. Đó, cũng thấy rồi. Đó, cắt ra. Chặt ra. Không vừa. Cắt ra. Vậy đó. Sau đó, mình lấy cái tay về. Dùng hai bàn, lấy tay ăn một cái. Vậy làm sao như vậy á, sau cái đây là đánh tan trứng gà. Cái trứng gà này cho một chút xíu, khi mà thưa nướng đánh trứng gà này có cho một chút xíu dầu ăn vào đánh trùng thì cái nướng bánh á, bánh nó bóng láng đẹp hơn. Thò lên và mở cái lò, mở nóng lò trước khoảng 15 phút để cái độ nóng á, là độ là 380, nướng khoảng 15 phút. Sau đó mình xoay cái khay bánh từ trong ra ngoài, nướng tiếp khoảng 5-6 phút. Giảm nhiệt độ là giảm nhiệt độ 350 độ, lúc đầu á mình nướng 380, sau đó khoảng 15 phút á mình giảm cái nhiệt độ xuống là 350, nướng tiếp khoảng tới 8 phút thì nó ok rồi đó. Bây giờ mình cho vào lò nướng này. Ok, nướng cái đủ nóng.
nóng là 380, nướng khoảng 15 phút xong. Đơn giản dễ làm. Chúc quý vị làm thành công. Nếu